Kế hoạch mới, hãy tìm nơi khác. Bạn là ai? Siri? Chờ đã, đợi một chút thôi, cái gì trong bánh quy giòn phô mai vậy? Chà, chà, có vẻ như chúng ta đã tìm thấy thứ gì đó thú vị đây. Do đó sẽ là hoàn hảo cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Nhiều thập kỷ trước, khi các nghiên cứu về nền tảng của SCP và các thí nghiệm siêu nhiên do Đức Quốc xã tài trợ tiến hành trong Thế chiến 2, đã tồn tại một công ty cung ứng nhỏ của Đức có tên là Pelican. Các nhà khoa học Pelican sẽ chặn đánh giá và lưu trữ các đồ tạo tác cổ xưa được khai quật từ các tàn tích trên khắp thế giới, với hy vọng đổi mới một thứ gì đó mới từ kiến thức cổ xưa đã mất của tổ tiên chúng ta. Chính phủ khuyến khích họ khám phá ra một loại khoáng sản mới, thứ có thể tạo ra nhu cầu toàn cầu. Trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế đang sa sút của Đức sau hậu quả của Thế chiến thứ nhất, được tạo nguồn từ nhiều đồ tạo tác khác nhau mà ngay cả tổ chức cũng chưa biết, một nhân viên của Pelican đã chế tạo một chiếc bút máy sử dụng mực Iron Gore, loại mực thường được các nghệ sĩ sử dụng nhưng được biết là có thể ăn mòn bút từ bên trong do bản chất của nó. Nhưng đó không phải là trường hợp của bút Pelican. Trên thực tế, chưa ai có thể tháo nó ra và tìm ra lý do tại sao nó vẫn chắc chắn trong gần một thế kỷ. Bởi vì khi một người sử dụng bút Pelican, nó sẽ mang lại một cuộc sống của riêng mình, viết ra mọi thứ về chủ sở hữu của nó và những gì họ cần. Nó nghiên cứu AMD, tạo ra nghệ thuật các thứ. Sau Thế chiến 2, lực lượng đồng minh đã thu thập mọi dị thường về công nghệ và siêu nhiên mà họ có thể chạm tay vào. Và bút Pelican cũng không phải là ngoại lệ. Trong vòng 5 năm tới, hiện thân sớm nhất của tổ chức SCP sẽ thu giữ và dán nhãn đối tượng là SCP-067. Chính tại đây, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và các thí nghiệm chi tiết đã được tiến hành trên cây bút. Và người ta phát hiện ra rằng SCP-067 cũng sẽ buộc người dùng phải minh họa bằng một tài năng vượt xa trình độ kỹ năng của chính họ. Một tác dụng phụ được các nhà nghiên cứu ưa thích, mặc dù không thể đoán trước được khi nào cây bút sẽ chọn minh họa hay viết lách đơn thuần. Khi được đặt vào tay của những loài không phải con người, đối tượng này tỏ ra hoạt động như một cây bút bình thường, chỉ tạo ra những đường kẻ vô nghĩa, chứng tỏ rằng nó cần một bộ óc tiến hóa về mặt nhận thức để thể hiện khả năng của mình. Cây bút không có tác dụng, ít nhất là chừng nào bút còn chứa mực. Nhiều thập kỷ sau, một bản vẽ từ SCP-067 sẽ được đặt bên trong SCP-914, một cỗ máy tăng cường bất cứ thứ gì được đặt bên trong nó. Có thể là một cuộc thẩm vấn vào lúc khác, vì cỗ máy này có lịch sử riêng của nó. Đây là quá trình mà từ đó SCP-085 ra đời. Những nỗ lực để tạo lại những kết quả này đã không thành công. Một lần nữa cho thấy rằng, sự bất thường của SCP là hoàn toàn ngẫu nhiên và không thể sao chép được. Và bây giờ, mặc dù SCP-067 chưa bao giờ được báo cáo là mất tích, cố vấn Siri này dường như sử dụng nó trong mọi video mà cô ấy xuất hiện. Thật an toàn khi nói điều đó, giống như cây nến mới của tôi. Cây bút phải là một bản sao của cuộc sống.